bạn tuyệt đối không thể tin được. Bỏ ra số tiền 19.000 đô để mua về một thùng container không có người nhận, kết quả mở ra lại là loại quan tài được các pharaoh sử dụng và một bộ áo giáp hạng nặng thời trung cổ. Dựa theo giá trị lịch sử của hai món đồ này, có thể bán được với giá hơn 60.000 đô. Đây là thùng container được gửi từ Mỹ sang Anh và kiểm tra phát hiện là hàng lậu nên đã bị giữ lại. Hôm nay được mang ra đấu giá công khai. Cánh cửa mở ra, bên trong toàn là các món đồ kỳ lạ, trông rất kỳ quái. Jason chú ý đến một chiếc hộp có hình dáng cái thuyền, vừa nhìn đã xác định bản thân muốn lấy cho được thùng hàng này. Anh em người Isaro rất thích thú với bộ áo giáp, cái này nhìn rất giống hàng thật. Bọn họ đang bàn bạc với nhau, mức giá cao nhất có thể trả cho thùng hàng này là 1.200 đô. Con số khởi điểm là 2.500 đô. Anh em người Isaro trả giá gấp đôi số tiền ban đầu. Jason cảm thấy anh em Isaro thật sự muốn có được lô hàng. Anh đã thay đổi suy nghĩ, tham gia vào cuộc đấu giá để độn giá lên thật cao. Trả giá một phát con số đã lên đến 13.500 đô. Số tiền này đã vượt qua ngân sách bọn họ đề ra rồi. Vẫn phải cố thêm chút nữa. Anh em người Isaro trả giá 15.000 đô. Anh em Châu Phi cũng muốn góp vui, trả giá thêm 500 đô nữa. Nhìn Jason vui chưa kìa. Khi ông anh da đen trả giá đến con số 18.200 đô, anh em người Isaro nhìn thái độ thách thức của ông anh Châu Phi, tức giận trả giá lần cuối 19.000 đô. Ông anh Châu Phi không dám trả giá cao hơn nữa, sợ rằng sẽ lỗ chồng vó. Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược. Anh em người Isaro đã thành công có được lô hàng với số tiền 19.000 đô. Tiếp theo đây sẽ là thời gian khui hàng. Sau một hồi lục lọi mấy chiếc hộp, ngoài mấy cây cung và nỏ không đáng giá ra thì cũng chẳng tìm thấy được thứ gì khác nữa. Đội bộ bắt đầu lục đục rồi, nhưng khi mở chiếc khăn trùm này ra, ba anh em vui sướng hét lên. Đằng dưới được khắc hình chiếc đầu theo phong cách Ai Cập, một thứ gì đó giống như quan tài. Anh em người Isaro cho rằng đây có thể là quan tài của các vua pharaoh Ai Cập. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là món đồ đáng giá nhất trong thùng container này. Vì không hiểu rõ về món đồ này, hai anh em vội vàng gọi điện cho chuyên gia hỏi giá. Món đồ đầu tiên được mang đi giám định là chiếc áo giáp hạng nặng thời trung cổ này. Đúng là chuyên gia có khác. Sau một hồi xem xét, nói với ba anh em món đồ này có thể bán được với giá 200.000 đô. Bọn họ còn chưa vui được bao lâu, chuyên gia nói thêm, nếu là hàng thật thì có thể bán được từng đấy tiền. Món đồ trước mặt này tuy rằng trông rất cũ, nhưng rõ ràng là đồ giả, chuyên gia sẽ mua lại chiếc giáp này với giá 10.000 đô. Câu nói này đúng là một cú sốc lớn. May là vẫn còn một món đồ thứ hai nữa. Lúc chiếc quan tài hình người được kéo ra, chuyên gia rất ngạc nhiên. Rõ ràng là anh dám tin, thứ này lại được tìm thấy trong một thùng container. Chiếc quan tài này là cách các vị vua Ai Cập dùng để trừng trị những kẻ phạm tội. Thế nên trong này mới có nhiều gai như vậy. Nếu là hàng thật, có người sẵn sàng bỏ ra 400.000 đô để mua cho bằng được. Nhưng sau một hồi xem xét, chuyên gia đưa ra kết luận đây cũng là hàng giả nốt. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được 7.000 đô. Một cú sốc, lại thêm một cú sốc nữa. Anh em người Isaro không thể chịu đựng nổi được nữa rồi. Giấc mơ phát tài xa xôi đến vậy sao? Cộng thêm mấy món đồ linh tinh nữa, trừ đi số tiền bỏ ra, anh em nhà này đã lời được 1.000 đô. Hai, được fan mừng hụt rồi lại thất vọng. Thùng container tiếp theo đã đến rồi đây. Thùng hàng này đến từ Los Angeles. Bên trong sẽ có món hàng gì đây? Cánh cửa mở ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là những bộ đồ gia dụng được bọc kín bằng túi ni lông. Matthew tỏ ra rất có hứng thú, khoác vai người dẫn chương trình thì thầm gì đó, hy vọng sẽ moi móc được thông tin gì đó. Nhưng người dẫn chương trình làm sao có thể bị mua chuộc dễ dàng như vậy được? Đã nói vài lời đuổi Matthew đi. Anh em người Isaro đứng ở ngoài quan sát một lúc, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra được manh mối gì. Vốn muốn mượn cái ống nhòm của ông anh da đen quan sát, liền bị từ chối một cách phũ phàng. Anh em người Isaro tức giận, lấy ra hẳn một chiếc ống nhòm loại lớn, quan sát cho đã mắt thì thôi. Lúc này Jason và Diana đang thì thầm to nhỏ với nhau, không biết là đang nói chuyện gì. Có lẽ lại là một phi vụ hợp tác làm ăn nữa. Chả lẽ anh chàng này không biết Diana hễ cứ hợp tác với ai là người đó lỗ sờ mờ lờ sao? Matthew là một ví dụ điển hình nhất. Thời gian đấu giá bắt đầu, con số khởi điểm là 3.000 đô. Anh em người Isaro trả giá 4.500 đô. Anh em Châu Phi chứng tỏ độ chịu chơi của mình, trả giá một phát lên đến 10.000 đô. Hành động này quả đúng là khiêu khích. Matthew suy nghĩ có nên trả giá tiếp hay không, trả giá ở mức nào là hợp lý nhất. Có điều từ trước đến nay anh chàng này luôn là người phá giá, thế này thì sỉ nhục anh quá rồi còn gì. Để thị uy, Matthew hét giá một phát thêm 7.000 đô nữa. Tất cả mọi gánh nặng đổ dồn về phía Jason. Diana vẫn chỉ nặng im quan sát, không còn cách nào khác. Jason cắn răng trả giá thêm 2.000 đô. Ông anh đờ đen trả thêm 500 đô nữa. Jason trả giá 20.000 đô. Cuối cùng anh đã có được thùng hàng. Đầu tiên khui ra được một chiếc ghế da và ghế đầu bằng gỗ. Đống này có thể bán được 5.000 đô. Thế này thì vẫn chưa thể hoàn vốn được. Rõ ràng Jason vẫn chưa hài lòng, tiếp tục nhờ nhân viên chương trình vận chuyển đồ ra tiếp. Lại có thêm 7.000 đô nữa. Một bộ ghế bồi thẩm đoàn, đống này được làm bằng gỗ cẩm lai. Chỗ này được thêm mấy nghìn đô nữa, cùng với mấy thứ đồ linh tinh khác nữa. Sau một hồi tính toán, Jason chẳng lời được đồng bạc nào cả. Không lời cũng trả lỗ, anh chàng này vẫn giữ được tâm trạng tốt. Ngồi tựa lên ghế, cầm chiếc búa của thẩm phán, trải nghiệm cảm giác được cầm cán cân công lý. Cùng đến với thùng container cuối cùng nào. U là trời, vì một thùng container mà hai anh chàng này lại ôm nhau thắm thiết như này đây.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thùng container này đến từ Chicago, Illinois. Bên trong sẽ có những bất ngờ thú vị gì mà khiến cho hai con người kia phải tranh chấp. Cánh cửa mở ra, món đồ bên trong đơn giản nhưng lại rất khó đoán. Trong này chỉ có một thân xe móc, được một tấm bạt che kín. Không ai biết được trong này có chứa món đồ gì. Anh em người Isaro đang bàn luận với nhau. Ông anh nói bản thân rất quen thuộc với thứ này. Bên trong có thể là chất thải xây dựng. Hai cậu em lại không nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng chẳng ai rảnh đến mức bỏ đống rác thải xây dựng vào thùng container cả. Cậu em da đen nằm bò dưới đất, nhìn thấy đằng dưới có ghi dòng chữ lối vào đường băng. Hai anh em cho rằng đây là một món đồ dành cho đua xe. Nếu đã như vậy thì nhất định phải lấy cho bằng được thùng hàng này trước lúc diễn ra đấu giá. Để giảm bớt đối thủ, cậu em đã ra đẩy vào người ông anh Isaro, nói lời khích bác để bọn họ biết đường tự rút lui. Kết quả là hai anh chàng ôm nhau thắm thiết như này đây. Bụi bay mù mịt, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. May mà nhân viên chương trình đến ngăn kịp thời, tách hai con người này ra. Giờ là thời gian đấu giá. Tiana mở màn đầu tiên với số tiền 5.000 đô. Jason cũng tham gia vào. Món đồ bên trong nặng tận 5 tấn, án sắt vụn thôi cũng đã được ối tiền. Rất nhanh con số đã lên đến 10.000 đô. Hai anh em da đen quyết đánh nhanh thắng nhanh. Cả giá 12.000 đô nghĩ là đã có được thùng hàng này rồi. Không ngờ ngay sau đó đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Jason mạnh mồm hét giá 16.000 đô. Anh em người Isaro nhắm chuẩn thời cơ, bước vào cuộc chơi với giá 21.000 đô. Diana có đôi chút lưỡng lự. Anh em da đen và Jason ở bên cạnh hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng người phụ nữ này quyết định trả thêm 3.000 đô nữa. Anh em người Isaro không thể nhìn nổi nữa rồi. Vừa mới bị người ta đánh cho một trận, giờ lại bị người phụ nữ này bắt nạt, hét giá một phát lên 29.000 đô. Thành công có được thùng container, dùng xe kéo để kéo món hàng ra ngoài. Ba anh em háo hức khui hàng. Lúc gỡ bỏ tấm bạt xuống, bọn họ vô cùng thất vọng. Cái quái gì thế này? Một đống phế liệu, chả có cái gì ra cái gì cả. Fan này lỗ sờ mờ lờ rồi. Trong này là hai động cơ phản lực đã bị hư hỏng không thành hình nữa rồi. Án sắt vụn cũng được 7.000 đô, thêm các thứ đồ linh tinh khác, bán thêm được 1.000 đô nữa, cộng thêm phần sau của chiếc xe kéo nữa. Đó là tất cả những gì có trong lô hàng này. Ông anh tức giận giáo huấn với hai đứa em. Tao đã sớm nói với chúng mày rồi, bên trong này toàn là rác, cứ bất chấp mua để rồi lỗ chồng vó. Anh mày nói cấm có sai bao giờ? Đã tức vì lỗ rồi chớ còn bị chửi cho một trận. Hai cậu em điên lắm, không thèm nghe lời anh nói,